chiều tối ngày 10 tháng 10 trước cửa đại sứ quán Trung Quốc ở London. 10 ngày sau cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông thì hiện lại có một nhóm khoảng vài trăm người có mặt. Thay vì đứng ở vỉa hè đối diện như các cuộc biểu tình khác, hôm nay những người tham dự tụ tập và vây chật kín khu vực trước thềm tòa đại sứ. Họ cầm trên tay các biểu ngữ bày tỏ sự đoàn kết của phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Hồng Kông. Họ đứng vào sát cánh cửa đóng kín của tòa đại sứ và đôi lúc tràn xuống cả lòng đường. Cánh cửa này hôm 4 tháng 6 đã đột ngột mở, với nhân viên tòa đại sứ bước ra, xô đẩy hai người phụ nữ đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn, khiến cho cảnh sát phải can thiệp.